1:40 phút sáng, vừa đẹp tin nhắn khách, vừa ăn đêm. Bây giờ là 1:00 sáng và mình đang chiến đấu rồi. Đúng hẹn là ngày mai mình sẽ được về Việt Nam. Quên thẻ trên phòng rồi trời á. Bây giờ không ai luôn. Không là để quên thẻ luôn. Bây giờ là 1:15 phút đi. Mình báo qua phòng. Chào sân chân nhỉ. Bây giờ mình còn 15 phút nữa để đi ra ngoài. Trước khi ký lúc xa đóng cửa thế nên là mình phải. Một buổi chiều đầy nắng trên con đường đôi ta lướt qua. Ngày nó còn thơ bé. Trước khi ăn thì mình sẽ này, xiên nướng. Mọi người